Upside đã đến Token 2049 và đây là một trong những cái sự kiện crypto lớn nhất trong năm 2024. Mặc dù chỉ diễn ra trong vòng có 2 ngày thôi nhưng mà sự kiện này đã thu hút hơn 20.000 người đến với Singapore và số lượt side event đã cán mốc hơn 700 cho tới 800 side event. Và điều này đồng nghĩa với việc là cho dù một ngày mình có đi khoảng 100 side event thì mình cũng không thể nào đi hết trong một tuần nữa được. Nghe đến đây thì các bạn có thấy Token 2049 hoành tráng không? Vậy thì các bạn có thắc mắc là trong một cái sự kiện crypto có những gì thú vị hay không? Mời các bạn theo chân Upside nha! Trong lần này thì mình cũng nghĩ là có khá là nhiều anh chị từ người Việt Nam cũng đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Thì nhìn chung á, đối với một nhà đầu tư ở trong thị trường crypto, mình biết rằng cái việc mà một nhà đầu tư nhỏ lẻ để họ có thể kết nối được với những nhân vật chủ chốt ở trong một cái dự án á, thì nó không phải là điều dễ. Nhưng mà nghĩ lại, ở trong bất kỳ một cái thị trường nào, ví dụ như là trong thị trường truyền thống đi chẳng hạn, ví dụ nhà mình làm về ngành vải thì mình cũng cần phải có những cái mối quan hệ trong ngành thì mình mới có được một số cái chỗ đứng nhất định. Thì ở trong thị trường crypto cũng tương tự như vậy. Và thật ra có nhiều nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ nha, họ vẫn đến đây để họ có thể thật sự biết được là những cái dự án họ tổ chức event như thế nào, làm cộng đồng như thế nào. Rồi trong thời gian tới họ sẽ công bố những cái gì mới ra mắt. Điều này không có phản ánh chắc chắn rằng là đó là một cái dự án tiềm năng. Nhưng mà ít nhất là chúng ta biết được ai là người làm và họ đang làm cái gì ở đây. Đó. Ở đây thì đây là đường phố Singapore nè, cho các bạn có thể xem. Trong quá trình tham gia sự kiện này thì mình cũng đã bắt gặp rất là nhiều founder của các dự án để mình phỏng vấn họ, cách họ suy nghĩ về thị trường, cách họ build những cái dự án như thế nào. Và video mà mình vừa phát hành vừa rồi chính là kết quả của các cái buổi phỏng vấn đó. Lần này mình cũng đã gặp được khá nhiều anh em Việt Nam, trong đó có một bạn làm ở trong thị trường Web2, cụ thể hơn đó chính là VTV. Nhưng mà bạn lại khá là muốn tìm hiểu ở trong thị trường Web3, nên là mình và bạn đó cũng đi cùng nhau khá là nhiều sự kiện để tìm hiểu về các thị trường này cũng như là các cái cơ hội việc làm nó như thế nào. Thật may mắn cho mình bởi vì lần này Upside chỉ có một mình đi sự kiện Token 2049 nên là mình không thể nào vừa quay mà vừa phỏng vấn được. Nên là sẵn dịp này mình cũng muốn cảm ơn bạn bởi vì đã quay phim giúp mình và giúp cho Upside có được những cái thước phim trên đất Singapore này. Ngoài ra để trả lời cái câu hỏi là trong một cái event của sự kiện crypto thì có gì, thì lần này ở trong Token 2049 mình đã thấy họ quy tụ được rất là nhiều ông lớn về. Lần này mình không có thấy Justin Sun, mình cũng không thấy CZ, hình như là CZ đang thụ án ở Mỹ. Nhưng mà mình đã thấy Vitalik Buterin, đó chính là founder của Ethereum, thì ông cũng đã chia sẻ khá là nhiều về định hướng mới của Ethereum trong cái việc là phát triển cái blockchain này, đưa nó vào cái đời sống thật như thế nào. Mời các bạn theo chân Upside đến sự kiện Token 2049. Đây là sự kiện có quy mô cực kỳ lớn và quy tụ hơn 20.000 người tham gia trên khắp thế giới và được tổ chức ngay vị trí đắc địa nhất của Singapore là tòa nhà Marina Bay Sands. Thì Token 2049 có 4 sảnh khác nhau và chỉ riêng sảnh check-in đã chiếm một lầu và chia thành nhiều phân khu như là khách thường, là khách VIP, đơn vị truyền thông và cả các khu vực kiểm tra an ninh. Ok, đón tiếp tụi mình khi mà mới vào cổng là một shitcoin và sau đó tụi mình lấy vé. Mỗi người tham gia sẽ được dây đeo cổ, đeo tay, tặng kèm túi, có quyển tạp chí, tờ rơi, bộ bài và một chai nước suối. Và sau đó tụi mình gặp được một bạn DJ trước khi đi lên 3 sảnh phía trên. Lúc mình đi vào ngày đầu tiên thì sự kiện này đông khủng khiếp và có thể vì lý do này mà các dự án không ngần ngại để chi tiền tài trợ. Các dự án đặt booth tại đây có thể chi cả triệu đô để đặt một cái booth là một chuyện rất là bình thường. Đợt này mình thấy các cái sàn giao dịch là những cái bên chi mạnh tay nhất. Như các bạn có thể thấy thì OKX đã tài trợ số tiền khổng lồ để được in logo ở các cái ghế ở sảnh hội nghị chính. Sảnh đã xịn thì speaker cũng phải xịn. Ví dụ như là các ông ở đây đều đến từ những cái quỹ đầu tư Dragonfly hoặc là Aptos blockchain. Đi xung quanh sự kiện, đếm xương xương cũng phải có từ 300 cho tới 500 booth trưng bày dự án và các cái sản phẩm. Năm nay mình thấy có ví cứng của hai dự án là SafePhone và OneKey. Có anh em nào mà cầm coin cả triệu đô thì mua một cái cho an toàn nha. Bên cạnh các sản phẩm bình thường thì mình cũng thấy có nhiều booth trưng bày những cái sản phẩm khá là độc lạ. Ví dụ như là có một cái dự án Depin trưng bày một cái máy gì đó mà nó nhìn giống như một cái vệ tinh. Hoặc là có một cái gian hàng bán đồng hồ Bitcoin nạm kim cương với giá khoảng 124.000 đô, tức là khoảng hơn 3 tỷ Việt Nam. Ngoài ra thì người tham gia còn có nhiều hoạt động để earn, chủ yếu là earn những cái merchandise như là áo nè, nón, túi của cái dự án. Đây thì các bạn có thể xem thử ha, tap to earn nè, bóng rổ to earn, quay bóng to earn, thả ban to earn. Thì lần này mình đã trúng một cái nón của Matcha, leo núi to earn, cưỡi bò to earn, đua xe to earn, hoặc là Pickable to earn. Nghe nói đây là một cái bộ môn đang hot ở Việt Nam đúng không? Ngoài ra sự kiện Token 2049 còn có nhiều thứ độc lạ hơn nữa. Ví dụ như là bình thường các cái dự án sẽ mời cô người mẫu về đứng booth, thì John Dao lại mời một ông chú meme này về. Và đó chính là cả ngày của mình ở Token 2049. Các bạn có thấy Upside tuyệt vời không? Nếu có thì đừng tiếc một nút like và subscribe nha. Bên cạnh sự kiện chính là Token 2049 diễn ra trong 2 ngày là vào ngày 18, ngày 19. Thì trong cái tuần lễ này nó có hơn 600 side event diễn ra, và thường nó sẽ chia thành hai dạng. Dạng thứ nhất đó chính là side event đại diện cho một cái nhóm ngành cụ thể, ví dụ như là AI nè, Depin nè chẳng hạn, thì trong đó nó sẽ có những cái dự án liên quan. Dạng thứ hai là side event do một cái dự án tổ chức, và thông thường nó sẽ là dự án blockchain, một cái hệ sinh thái mà bao gồm có rất là nhiều dự án trong cái hệ sinh thái đó. Ví dụ như là Sui thì có Sui Builder House, hoặc là Solana thì có Solana Breakpoint. Chỉ tính riêng các side event này thôi thì mỗi ngày có hơn 100 side event, và mình chắc chắn là không thể nào đi hết được. Mặc dù nó chỉ là những cái side event nhưng mà họ cũng đã tổ chức rất là hoành tráng. Ví dụ như là Bitcoin Ordinals nè, hoặc là Web3 Transaction Summit, mà trong đó có một cái panel talk liên quan tới Layer 2 bao gồm rất là nhiều đại diện từ ZK Sync, Stockware, Polygon, Kakarot, nói chung là rất là nhiều ông lớn. Và các bạn biết gì không? Họ tổ chức ngay tại Singapore National Gallery, tức là phòng trưng bày quốc gia Singapore. Và điều này đã cho thấy Singapore mở cửa như thế nào đối với thị trường crypto này. Và đó cũng là lý do mà có rất là nhiều công ty lớn trong thị trường crypto họ đặt trụ sở tại Singapore, trong đó có cả OKX. Cuối cùng mình muốn chia sẻ một xíu về cái văn hóa, và các bạn sẽ thấy rất là rõ ở trong những cái sự kiện trong thị trường crypto. Work hard and play hard. Trong Web3 các bạn sẽ rất là hiếm khi nào thấy được một ông founder mặc vest hay là đi giày tay. Thông thường buổi sáng các ông sẽ ra cà phê nè, dev code hoặc là meeting với lại các đồng nghiệp ở trên khắp thế giới. Nhưng mà ngược lại, ổng lại là founder của các cái dự án tỷ đô. Ví dụ đây chính là hình ảnh của Vitalik trong sự kiện Token 2049 vừa rồi. Có ai biết ông là founder của một dự án tỷ đô nếu như ông bước ra bên ngoài đâu. Phát biểu xong Vitalik còn hát hẳn 3 bài cho khán giả. Đúng là đâu phải dev nào cũng khô khan đâu đúng không các bạn. Và chính cái văn hóa đó đã tạo nên cái nét đặc biệt ở trong thị trường crypto này. Thoải mái thì có thoải mái nhưng mà cũng rất là khắc nghiệt. Thay vì thông thường đi các bạn sẽ làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thì ở trong thị trường crypto các bạn sẽ làm 24/24, bởi vì đây là một cái thị trường không bao giờ ngừng nghỉ và nó cực kỳ điên rồ. Và cuối cùng là không biết các cái sự kiện ở trong thị trường Web 2 khác như thế nào, nhưng mà ở trong thị trường Web 3 và đặc biệt là mình thấy ở trong cộng đồng Upside thì mọi người rất là thích các cái merchandise của các cái dự án, cho dù nó là giày, dép, nón, bút nè, sổ các kiểu, thì mọi người rất là thích sưu tầm các cái dự án này. Và không chỉ các bạn đâu mà chính mình làm trong thị trường crypto mà mình còn rất là thích các cái merchandise của các dự án. Và trong sự kiện Token 2049 lần này thì họ có rất là nhiều merchandise thuộc nhiều cái dự án khác nhau, và mình cũng đã kéo theo một cái vali để thu về tất cả những cái merchandise đó. Hy vọng là trong cái buổi IV Coffee Talk sắp tới cùng với lại team Upside và tất cả mọi người thì mình có thể give away các cái merchandise này cho tất cả các bạn nha. Nhưng mà trong số tất cả các side event mình đi thì mình đang thấy side event của Sui là thú vị nhất, bởi vì họ biết cách tạo ra những cái hoạt động cụ thể hơn là như thế nào, thì mời các bạn xem video này nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì mình đã đến Sui Builder House, và trong cái sự kiện Sui Builder House này thì nó có rất là nhiều dự án nằm trong hệ sinh thái của Sui. Và như các bạn có thể thấy trong cái sự kiện của Sui thì họ tổ chức một cái vibe mà nó có màu xanh dương rất là khác lạ so với những cái dự án khác. Và nó có một cái điểm thú vị nữa khiến cho mình khi mà tham gia vào event của Sui thì mình thấy nó thú vị hơn, đó chính là hiện tại đối với tất cả các cái booth mà tham dự ở đây thì tất nhiên là họ cần phải sponsor để họ có được một cái booth. Và khi mà họ sponsor một số tiền như vậy để tổ chức một cái booth, ví dụ như là khoảng 5-10.000 đô đi, thì lúc đó Sui họ sẽ sử dụng cái số tiền này để họ airdrop ngược lại cho user. Thế thì bây giờ họ sẽ airdrop bằng cách nào để thu hút những cái người đến tham dự event này, họ tương tác với những cái booth để họ có thể kéo được cái sự chú ý của người dùng đến với dự án thì tất cả các cái booth này họ đều có những cái game nhất định. Đối với ai họ tham gia những cái game và họ đạt được những cái phiếu thưởng thì sau đó họ sẽ đến cái quầy tại đây để họ có thể redeem cái phiếu thưởng này thành Sui. Đó, thì như các bạn có thể thấy nó sẽ có một cái tờ phiếu là 5 Sui nè, có tờ phiếu 25 Sui đó. Và đó là tất cả mọi thứ diễn ra ở trong một cái sự kiện crypto. Các bạn có thấy nó hoành tráng không? Trước khi kết thúc video này thì mình muốn khoe cho các bạn rất là nhiều merch mà mình đã thu thập được trong sự kiện. rất là nhiều nón của nhiều dự án khác nhau. Câu hỏi cuối cùng dành cho tất cả các bạn đó chính là một booth sự kiện 2m x 2m ở Token 2049 tốn bao nhiêu tiền? Mình sẽ trả lời ở video sau nha.